Công an Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang bắt nghi phạm đóng giả phụ nữ đơn thân trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào tháng 10 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của anh BMH, 27 tuổi, trú Đà Nẵng, về việc bị đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt hơn 350 triệu đồng thông qua ứng dụng Facebook, Zalo, Telegram dưới tên gọi phụ nữ đơn thân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự xác định người nghi vấn là Châu Hoàng Khang, 26 tuổi, trú tỉnh An Giang. Thời điểm thực hiện hành vi, Khang đang cư trú tại Campuchia. Sau khi nắm được thông tin Khang sẽ từ Campuchia về Việt Nam, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng đã cử một tổ công tác vào An Giang bắt giữ Khang khi mới từ Campuchia về nhà người thân. Bước đầu, Khang khai vào khoảng tháng 6 năm 2023, nghi phạm qua Campuchia để làm việc cho một công ty chuyên hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng. Công ty này giao cho Khang hai tài khoản mạng xã hội Facebook và Zalo để dụ dỗ đàn ông vào tâm sự yêu đương. Sau đó sẽ lôi kéo những người này tham gia đầu tư kinh doanh rồi chiếm đoạt tài sản của họ. Bằng thủ đoạn như trên, Khang đã lôi kéo chiếm đoạt của anh H 350 triệu đồng và một số tài sản khác.